来是正是邪，在那一天是人是鸟，心是鬼，在流变如是佛也是奇迹，那一年是猴是猪，努力能练成大师。老孙一出总有百戒与沙僧出现，从未怕挑战再战，随缘在世但求护庇信念，是从是圣诞夕如命缘在线。啊哈，向天发愿，拒绝如是真应，世间正道心中也可见，不需费神写紧咒语，感正火眼白，正跟邪中时时在开战，幻灯光棒杀妖数妖两重来目应战。那爹家爹怕那家爹怕那沙家爹，我自索怕啊，再次向天发愿，终生未成佛，永不会退转，如是真经世间正道心中也可见，不需费神写紧咒语，谁人在世未曾受过考验，愿能认清你路程中无厌。Nói đến thông tiếp viên hầu vì muốn luyện được kỳ lân cước để đánh bại Tôn Ngộ Không nên đã nuốt nguyên con khinh thế vào bụng, rốt cuộc nhân tâm bất túc xà thôn tượng khiến hắn trở lại nguyên hình. Sau này hắn đã được Vạn Yêu Nữ Vương cứu, thì ra Vạn Nữ Nương này vốn là cô Tức Tiên có mối lương duyên với hắn ở đình thần hầu tướng quân vào 500 năm trước. Vậy tại sao tiểu Tức Tiên năm xưa lại trở thành một con xà tinh như ngày hôm nay vậy? Ta nói với ngươi một lần nữa, ta không bao giờ thích ngươi đâu. Cái đời của ta chỉ thích có một mình thần hầu đại tướng quân thôi. Là không được đi, nào phải làm vợ của ta. Ngươi đừng vọng tưởng, ta không bao giờ làm vợ của ngươi đâu. Có bản lệnh thế giết ta đi. Ta không giết nàng đâu, nhưng ta sẽ quyền rủa nàng. Nàng chê ta xấu xí có phải không? Vậy ta sẽ biến nàng giống như ta vậy. Coi tên học tướng quân đó, hắn có còn thích nàng nữa hay không? Ta cũng nói cho ngươi biết, cho dù có chết ta cũng không khuất phục đâu. Đừng, đừng, đừng mà, đừng, đừng, đừng. Độc chú của Vạn Niên Xà Yêu không bao lâu đã trở thành thật. Từ đó tiểu Tức Tiên đã trở thành rắn hổ mang mà người nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Tiểu Tức Tiên nhìn thấy khắp người của mình toàn là vẻ rắn, toàn là nước nhất nên rất là khiếp sợ. Cô ấy không dám nhìn vào bản thân của mình nữa, cứ vội vàng bỏ thẳng về phía trước. Thực ra cô cũng không biết mình đã bò đi bao lâu rồi, cuối cùng lại bò đến ngôi đình của thần hầu tướng quân. Cảm ơn đại tướng quân có lòng từ bi, chia hết những mảnh vàng cho chúng tôi để chúng tôi không bị đói nữa. Cảm ơn đại tướng quân. Còn con tiểu Tức Tiên nữa, nếu không phải nó chịu cực khổ đem những mảnh vàng cho chúng ta, tôi nghĩ chắc chúng ta đã bị đói chết. Đúng rồi. Tôi thấy nó cứ ngậm những mảnh vàng bay tới bay lui, không đúng rồi, có phải rồi đó. Sao đến bây giờ mà nó vẫn chưa về vậy? Có khi nào là nó mệt mỏi quá hay là bị chết cống ở nơi nào không? Phải vậy chứ, nó chết rồi sao? Nó tốt bụng vậy chắc là không có gì đâu. Đúng đó, hay là vậy đi, chúng ta hãy làm thêm bức tượng Tức Tiên ở bên cạnh đại tướng quân, coi như hai người tương thân tương ái, mãi mãi không bao giờ chia liệt. Chúng ta không có cơm ăn, vẫn phải dành dụm tiền để mà đúc bức tượng. Đánh kìa, đánh kìa, đánh kìa, đừng có đánh gần nha. Đánh không ăn rồi, chứ nếu ai bị nó cắn thì sẽ chết liền. Đúng rồi, muốn một cái muốn bò đó, muốn làm cho mua được cái mua tiền sao đây? Đừng có nào kiếm gì chỗ đó đi. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi, đi đi. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Tức Tiên là lớn lên, hy vọng thần hầu đại tướng quân có thể cứu cổ. Cũng trong lúc này, tượng thần hầu tướng quân phát sinh hiện tượng lạ. Thì ra đại công đức của đại tướng quân đã làm ông trời cảm động, nên nguyên thần của ông đã hiện ra, bạch dực phi tinh, cuối cùng đã trở thành đệ tử của Phật Di Lặc 33 thiên, thiên ngoại thiên. Mấy trăm năm nay, mỗi một ngày, thiếp cũng đều hy vọng sẽ được gặp lại chàng. Nhưng mà chàng đã trở thành thần tiên,
còn thiết thì thành yêu tiên. Thử hỏi tiên và yêu khác biệt thì làm sao có thể trở thành như mong muốn chứ? Lẽ nào là như vậy? Tên xà yêu đó đang ở đâu? Để ta giết hắn trả thù cho nàng. Không cần đâu, bởi vì sau này thiếp đã lấy hắn ta. Chính trong đêm tân hôn, thiếp thừa lúc hắn không có để ý đã giết chết hắn. Sau đó thiếp đánh nuốt luôn dạng niên xà đơn của hắn. Từ đó pháp lực của thiếp càng cao cường. Cuối cùng thiếp thống trị luôn nước dạng tiêu của hắn. Chàng hãy nhìn xem, ở đây là nước dạng yêu đã giao tiếp thống trị đó. Tham kiến dạng yêu nữ vương. Tướng vương, chàng hãy theo tiếp tới đi. Chàng ngồi xuống đi. Làm gì vậy? Mọi người hãy nghe đi. Kể từ hôm nay, Thông Tý Diên Hầu sẽ thống trị nước dạng yêu, trở thành lãnh tụ mới của chúng ta. Chúng ta hãy cùng tham kiến dạng yêu đại dương của chúng ta đi. Tham kiến dạng yêu đại dương. Tại sao nàng làm vậy? Thiết phải cho chàng những thứ tốt nhất. Tuy rằng thiết có được nước dạng yêu này, nhưng mà thiết không hề vui vẻ. Thiết chỉ coi là sự trả thù thôi. Còn bây giờ thì khác. Có chàng ở đây thì chúng ta có thể cùng sống với nhau. Sau này ăn luôn thịt của Đường Tăng, trường sinh bất tử. Đến lúc đó nước dạng yêu sẽ trở thành đồng thành thiết bích, mà cả thần Phật cũng không thể xâm nhập được. Là động tình yêu suốt đời suốt kiếp của chúng ta. Chàng là quốc vương, thiếp là hoàng hậu. Chúng ta mãi mãi không rời khỏi đây nữa. Không được, ta không cam tâm. Thông Tý Diên Hầu này chưa bao giờ chịu sự quốc dục lớn như vậy. Mối thù này ta quyết phải trả. Nhưng mà Tôn Ngộ Không biết 72 phép thần thông, pháp lực cao cường, tại sao chúng ta lại gây chuyện với hắn? Chính quân, chúng ta cùng ở đây vui vẻ thoải mái sống những ngày còn lại của chúng ta không tốt sao? Nếu không đánh bại Tôn Ngộ Không, dù ta có chết ta cũng không nhắm mắt. Được, chỉ cần chàng vui vẻ, chàng thích làm gì thiếp cũng ủng hộ chàng. Thật à? Chúng ta thề chết trung thành với dạng yêu đại dương, tùy ngài sai khiến. Thề chết trung thành với dạng yêu đại dương. Chính vì vậy Thông Tiết Diên Hầu đã trở thành dạng yêu đại dương. Những yêu tinh trong tam giới, những quỷ quái trong ngũ hành và tà ma trong thập phương, từ đó đã trở thành tai sai của hắn. Lại nói chuyện về Ngộ Không và Bát Giới bây giờ ra sao rồi? Tương nương đến. Sao mình mệt ngứa quá vậy? Trời ơi, ngươi có chí hả? Đúng vậy. Nè, đừng nóng lòng mà, bà đang đến kìa. Súc sinh, biết chiếc xe ngựa cũng dở hơn người ta. Con khỉ đương nhiên là có chí rồi, không lẽ là bị lát sao? Bây giờ cứ vợ chứ đâu phải giật vợ, phải đàng hoàng mới được chứ. Nè phải đó, đâu phải lần đầu ông làm mất mặt quá đi. Bộ cứ vợ không phải dẫn người đàn bà về là được sao? Vô tình. Dạ. Đương nhiên không phải rồi, hòa thượng như đệ thì biết gì đâu, chỉ biết tụng kinh thôi. Nói đến chuyện cứ hỏi, hỏi tôi nè, tôi có kinh nghiệm nhất đấy nè. Trời ơi, nói đến chuyện cứ hỏi thì phải nghe tôi nói mới được đó, dù sao tôi cũng là bà Mai mà. Để từng lấy chồng sao, búi tóc của đệ cũng là giả thôi. Đệ tẩu, dù sao đệ cũng là thiên bồng nguyên soái mà từng trải tình kiếp ngàn năm, mấy cái chuyện thành tân nó còn nhiều hơn chuyện. À đúng rồi, thảo luận xong chưa vậy? Nếu còn không đón ta sẽ bị chí cắn chết. Con heo mập kia, có phải ngươi cản trở người ta đá kiệu không? À không không không, à tôi à đại tẩu, anh đang đá kiệu nha. Nè ngươi đây cầm mà đến đây đá kiệu đi. Đại ca, huynh hãy đá mạnh lên nha. Nhà nhà đường tử hữu lễ nha. Dễ chịu quá. Ôi trời, sao đá mạnh quá vậy? Nè, vui quá, quýnh hãy đá thêm một lần nữa đi. Được, mình đá trúng đau quá. Làm gì mà không cẩn thận? Một không, con không được phá phách nữa, nghe chưa? Dạ, vậy được thôi.
đợi lúc đại ca cứ dễ lẽ rồi đá nữa nghe. Nếu ông dám cưới tôi sẽ liều mạng. Bỏ đá rồi thì thôi nghe. Vô nhà bái đường, vô nhà bái đường. Bái đường. Thực ra ba vợ chồng họ có phải từ nay sẽ hòa thuận với nhau? Khi bổng công chúa, khi bổng thôi mà. Ở ngoài có đứa gì vừa từ trên trời xuống. Thật sao? Từ trên trời bay xuống hả? Đây nghĩ nhất định là bạn tư cách cấp vị đó. Phải đó. Theo tao nghĩ không phải đâu. Biết đâu là bạn già cũ của huynh. Biết huynh hôm nay cưới vợ nên đến đây xé xác huynh ra đó. Nè, ngoài coi xin biết đi. Đi ra ngoài. Mau vô trọng đi, mau vô trọng đi. Lâu quá không gặp. Sư cứ đẹp tiên sao cũng đến đây vậy? Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày vui của lão vua mà. Cũng lý nào chúng tôi lại không có. Phải à, lâu quá không gặp mà chúng tôi đương nhiên phải nói chuyện vui rồi. Đúng đó, nè hôm nay chúng ta phải uống thêm vài ly, không say không về. Phải, đúng rồi. Nè, lão vua à, chắc vị này là bà nhỏ có phải không? Vậy xin chào. Làm gì ra đây vậy? Bà Mai Trư nói như vậy không có tốt đâu. Tướng công có bạn bè từ xa đến, đương nhiên phải ra tiếp đãi rồi. Để người khác tiếp đãi không tốt có sao được. Nhớ thêm vài ly. Ngu đại ca, đẹp không nghe. Vị tẩu tẩu mới sang tổng hiền thục. Đại ca thiệt là có diễm phúc. Trời ơi trời, khổ. Sao người nào người nấy đều đứng đây hết? Vậy đã đến giờ bái đường rồi. Nếu để quá giờ không có tốt đâu. Trời ơi, thôi vô. Nhất bái thiên địa, nhị bái ngọc đế, thu thê vào bái. Rồi xong. Khoan đã, bái đường xong rồi thôi hả? Bộ làm bà nhỏ không cần phải rót trà cho bà lớn sao? Cần phải rót trà cho đại tẩu mới đúng chứ. Nè đây nhị tẩu rót trà, rót trà. Đại tẩu uống trà ha. Đứng yên. Uống ly trà rồi sau đây hòa thuận với nhau nghe. Nè, đã vào ngôi gia của ta rồi thì phải an phận thủ thường. Có lớn thì mới tới nhỏ. Dạ phải đại tẩu. Bà đã biết rồi. Phải đó. Bái đường xong rồi dọn tiệc đi. Đó là dọn tiệc vậy. Hôm nay là cưới vợ lẽ mà. Đừng có biết quy tắc không? Phải bước qua chậu lửa đó. Trời sao mà rắc rối quá vậy? Cho nên để đâu có thích cưới vợ. Vậy bây giờ có bước hay không? Bước chứ. Nhị tẩu hãy bước qua đi hả? Để bước rồi. Ta biến. Rồi được rồi, vậy tẩu bước qua liền. Chưa được. Ngọn lửa như vậy mà cho là chậu lửa sao? Thì đã có lửa có chậu rồi. Để ta thêm chút này giùm đệ. Nè. Trời ơi. Vậy coi mới được chứ. Mà bước qua chậu lửa thôi, làm gì mà phải cho ngọn lửa lớn dữ vậy? Hôm nay em cứ vợ lẽ mà, bộ ông không có nghiêm túc sao? Đúng rồi nha, bà đừng có quá đáng. Ngọn lửa lớn như vậy làm sao bụi ra? Mới nhập môn thì bà đã bày đặt làm ra dễ rồi. Tài lên quá, có tin ta kêu lỗi ngu bỏ bà con. Lấy bỏ là bỏ sao nè. Bà qua sợ. Bước nha. Mỗi người bước cái đầu của ông đó, dám đánh việc cho bà ta hả? Để cho bà ta biết tài nghĩa của ta mới được. Ta sợ bà sao? Đại bàn chuyện gì? Ta sẽ quạt cái lông của người rụng hết. Quạt gãy hết xương của người thì có. Không ổn rồi sư phụ, chạy thôi. Chạy. Chết đi. Sư phụ, bần tăng tham kiến Long Dương. Thanh tăng. Nè, thầy từ Kinh Hà xa xôi dội tới đây, cũng chỉ muốn dự tiệc mừng của con thôi. Vậy mà các con lại không nên người, làm chuyện rùng ben lên. Các con đón tiếp sư phụ bằng cách này sao? Không phải đâu sư phụ à, đó là con này nè, nó không biết lễ phép nên con dạy nó thôi. Sư phụ có bảo phải không? Nó hoàn toàn không có biết lễ phép. Nè, đừng có chuyện gì cho nhỏ nha. Làm ồn nữa. Thầy hiểu rõ tánh của con lắm bà. Từ nhỏ tới lớn con đều bướng bỉnh và ngang ngược. Nè, con có nhớ năm xưa thầy dạy dỗ con như thế nào không? Nè, sư phụ nói làm người thì phải có trọng lượng mà. Được rồi sư phụ à, thầy đến đây rồi thôi được. Miễn cho bà bước qua chậu lửa đó. Không cần bước. Ba thì không cần bước, bà bước. Ba nói cái gì? Thôi im đi. Tóm lại sau này ba người phải hòa thuận với nhau hả? Dạ. Sư phụ đã đến đây rồi, để tổ còn không mau mở tiệc tiếp đãi sư phụ đi. Sư phụ ha. Tốt quá, mở tiệc. Bên đó thì hớn hở vui vẻ mở tiệc. Còn Hổ Mang Tinh vì muốn thông tiếp viên hầu vui vẻ nên đã nghĩ đủ mọi cách.
Cô ta biến nước dạng yêu như là thế ngoại đào nguyên vậy, nhưng mà thông tiếp viên hầu vẫn phức ức không vui. Tướng quân, thật ra chàng có tâm sự gì, hay là nói cho thiếp biết đi, để thiếp chia sẻ với chàng. Nàng không thể hiểu đâu. Lẽ nào lại như vậy? Con khỉ độc chết tiệt này quá thật là không biết xấu hổ. Một tên nghiện rượu như vậy mà có thể đi thỉnh kinh, tại sao ta lại không được? Phật tổ thật là có mắt không trong. Tướng quân, tiên Phật, phàm nhân đều vô tình. Năm xưa chàng vì có dân đã hy sinh thân mình, cuối cùng họ cũng đã quên chàng đi. Thật ra con đường để thỉnh kinh gian nan như vậy, chàng mong ước để làm gì chứ? Ta mà đi theo tên hòa thượng đó để phổ độ chúng sinh à? Nàng đã lầm rồi. Ta phải thay thế Tôn Ngộ Không thỉnh kinh thành Phật. Nàng có biết không, ta ra nông nổi như ngày hôm nay cũng tại con khỉ chết tiệt kia. Nàng hãy nhìn ta đi, nhìn ta giống cái gì đây? Người không ra người, yêu chẳng thành yêu. Lòng người hiểm ác, tiên Phật vô tình. Thật ra chỉ cần ta vui vẻ làm yêu thì có sao đâu chứ, có phải không? Tướng quân chẳng hãy qua đây xem. Có ai có thể ngờ được ở nước giặc yêu của chúng ta mà lại có một thế giới thần tiên như vậy, nhân gian cực hữu. Thật ra chỉ cần chàng bằng lòng ở lại đây thì có thể trở thành chúa tể của giặc yêu, được giặc yêu kính bái. Còn thiếp, thiếp cũng bằng lòng hầu hạ cho chàng suốt đời suốt kiếp. Tự hỏi cuộc sống như vậy có khác nào ở tiên giới phàm trần chứ? Đúng vậy. Bây giờ ta đã nhập vào yêu đạo rồi, ta không nên nghĩ đến chuyện thành tiên thành Phật. Nhưng mà những gì Tôn Ngộ Không có được thì ta cũng phải chính tay lấy hết. Bây giờ ta thừa lúc hắn không có đề phòng, ta dẫn theo dạng yêu để tấn công vào Diêm Quốc La Sát. Đừng nên làm vậy tướng quân. Chàng hãy nghe thiếp nói, thì chàng đã nuốt viên kim đơn dạng yêu của thiếp, có thể nuốt hết thần tiên yêu ma khắp nhân gian, nhưng mà yêu khí của chàng vẫn chưa đủ được. Tôn Ngộ Không không những có thể đánh chàng nhả họ ra hết, mà còn khiến pháp lực của chàng bị hao tổn. Tướng quân, coi như thiếp cầu xin chàng, chàng đừng nên mạo hiểm như vậy mà. Ta đã quyết định rồi, nàng đừng ngăn cản ta. Được, nếu chàng nhất định đi thì để thiếp đi thay chàng. Nàng đừng khờ như vậy được không? Với pháp lực của nàng thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà tóm lại ta chưa hoàn thành tâm nguyện thì ta sẽ không bỏ ý định. Trời ơi, một lòng hướng về ánh trăng sáng, trăng sáng lại từ chối cổ. Hổ mang tinh cứ tưởng là có thể cùng với Thông Tế Viên Hầu sống vui vẻ bên nhau, nhưng mà trong lòng của Thông Tế Viên Hầu thì chỉ có thù hận. Bây giờ hắn không nghĩ tới gì hết, chỉ nghĩ làm sao có thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Luôn cả Như Lai Phật Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn, cả thần Phật 33 trời cũng phải nằm dưới quyền lực của hắn. Cuối cùng ý, đây là Lôi Âm Tự mà Đường Tam Tạng cần phải đi đến. Ôi trời, chà, sao chỉ có Đường Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng vậy? Ngộ Không đâu rồi? Đệ tử đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đường Tam Tạng lần đi thỉnh kinh này nhằm trọng đạo nghĩa, phải trải qua 33 kiếp 99 nạn mới có thể hoàn thành. Dọc đường tránh được quyến rũ, khắc phục khó khăn, có thể cho thấy là có lòng hướng Phật để phổ độ cho chúng sinh. Nay đã được thỉnh được đại thành Phật Pháp, đắc thành chánh quả. Bây giờ ta phong cho các ngươi thành Phật để các ngươi tiếp tục phổ độ chúng sinh. Tạ ơn Phật Tổ. Ủa, sao không thấy Tôn Ngộ Không đến đây? Hắn bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh, trảm yêu trừ ma, có công lớn nhất. Ta chuẩn bị phong cho hắn là đấu chiến thắng Phật. Hãy mau kêu hắn đến khâu kiến bổn tọa. Con khỉ độc kia thì đã bị ta đuổi vào Hoa Quả Sơn rồi. Yêu hầu to gan, trước mặt bổn tọa sao còn không mau quỳ xuống? Mau mau nói thân phận và danh tánh ra, để người hãy ngồi cho vững mà nghe đi. Ta chính là Siêu Thiên Đại Thánh Thông Tế Viên Hầu. Chính ta đã hộ tống mấy tên này đến Lôi Âm Tự đó. Bây giờ ta đến đây để nhận phong thành Phật. Hồn lâu,
Phật tổ tại đây ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta không có nói bậy. Con khỉ đầu kia, nếu so về pháp lực, so về trí tuệ, hắn không tài nào bằng ta. Nếu không có ta, có bộ mấy tên này cũng không đến được đây đâu. Đường Tam Tạng, con yêu hầu này ăn nói ngông cuồng trước mặt của bổn tọa, chuyện là như thế nào đây? Bạch Đức Thế Tôn, những gì Thông Thế Diên Hầu đã nói đều là sự thật. Ngục không đã bị trở lại nguyên hình, pháp lực mất hết. Đệ tử đã nhận Thông Thế Diên Hầu làm đệ tử và cùng lên đường để đi thỉnh kinh. Đúng đó thưa Phật Tổ, Thông Thế Diên Hầu đã là sư huynh của chúng con rồi. Có nghe thấy chưa? Thỉnh được chân kinh đều do công lao của ta. Ngươi còn không mau phong ta là đấu chiến thắng Phật. Yêu Hầu, bản thân ngươi là yêu tinh, là vọng tưởng thành tiên thành Phật. Yêu tinh không thể thành Phật à? Yêu tinh không thể thành Phật kìa. Nhưng mà nhiệm vụ thỉnh kinh lại phải nhờ ta mới hoàn thành. Phật tâm thiện tâm của họ đều là thừa thải. Thử hỏi trong vạn Phật của các ngươi làm gì còn mặt mũi nữa. Được, để bổn tọa lập tức thu phục ngươi. Muốn thu phục ta, thiệt là không biết tự lượng sức. Thông Thế Diên Hầu này rồi, sau này trên trời dưới đất đều phải nghe theo lệnh của ta. Tướng quân, nghe tỉnh rồi hả? Giấc mơ mà hồi nãy ngày thấy có phải là thoải mái lắm không? Tại sao ngươi biết ta nằm mơ? Là do tôi dùng nhập mộng đại pháp để đưa ngài vào giấc mộng, cho nên ngài mới nhìn thấy những gì mà trong lòng ngài muốn. Tướng quân, sau này ngài sẽ được toại nguyện trong giấc mộng. Cái gì? Là ngươi đưa ta vào giấc mộng à? Dạ phải. Vậy sau này ngài có thể yên tâm ở lại nước Vạn Yêu, không rời xa Nữ Dương nữa đâu. Chúng tôi làm vậy chẳng qua chỉ muốn Nữ Dương yên tâm thôi, vì lo lắng cho sự an toàn của ngài mà cứ buồn bã suốt ngày. Nữ Dương hết lòng chỉ vết thương cho ngài, chỉ muốn ngài vui vẻ nên bà nghĩ đủ mọi cách. Ngài nên ăn phần ở đây để trả ơn bà chứ. Các người nói đủ chưa? Các người nói đủ chưa? Chuyện của ta không cần các người xếp vào. Còn nữa, những gì mà Thông Thế Diên Hầu này muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Ta muốn đi thì không ai giữ ta nổi. Người đừng có làm cho ta thấy giấc mộng hão huyền nữa. Tướng quân, họ làm vậy chẳng qua vì lòng trung thành với thiếp thôi. Tại sao chàng lại đối xử với họ như vậy? Nàng có tình thâm nghĩa nặng đối với ta, nàng tưởng ta không biết sao? Nhưng nàng có hiểu không, cho dù ngày tháng có vui vẻ cách mấy, vẫn không nguôi mối hận ở trong lòng ta. Thiếp hiểu. Cho nên kể từ nay, dù chàng làm chuyện gì, thiếp cũng không ngăn cản chàng nữa. Chỉ cần thiếp có thể ở bên cạnh chàng để giúp chàng hết sức mình thì thiếp mãn nguyện lắm rồi. Đây, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Lão ngu à, rất vui thấy gia đình của huynh vui vẻ với nhau như vậy. Tôi chúc vợ chồng huynh là răng long đầu bạc nha. Còn tôi chúc vợ chồng huynh sống à. Cái gì? Chứ ta nói là tối nay không say không về mà phải không? Mấy người cứ chúc qua chúc lại bộ không thấy buồn sao? Tiểu đệ à, hôm nay là ngày vui của đại ca, để nên mừng cho đại ca mới phải chứ. Huynh ngồi yên ở đó thì đệ mừng cho huynh. Nhưng mà lúc hai vị tổ tổ gây lộn với nhau, lại lấy cây quạt quạt tới quạt lui, ai mà chịu cho nổi chứ. Hai bà đó nên biết rằng ha, làm vợ chồng đôi lúc gây lộn với nhau hay là giận nhau gì á là chuyện thường thường thôi, vậy mới thấy vui chứ ha. Ủa đại ca, huynh nói những chuyện này với đại sư huynh cũng vô ích. Đại sư huynh của đệ đâu có biết yêu là gì đâu, huynh ấy không có hiểu đâu. Ồ, vậy cũng phải à. Ngộ không à, nói đến pháp lực thì ngài rất cao cường, nhưng mà bây giờ lão ngu cũng đã cưới thêm một người vợ nữa rồi, vậy mà ngài cũng không có đối tượng để thành thân hả? Vậy sao đây? Ngộ không không sợ trời cũng không sợ đất, nhưng mà mấy chuyện tình yêu, mấy chuyện cứ hỏi thì đừng có chừa phần ta. Thiệt tình. Sao nói kỳ vậy Ngộ không? À, hay là đệ thử bước vào xem mùi vị thế nào đi, bảo đảm đệ sẽ không rút chân ra đường. Không được đâu đại tổ, chà hãy nói đến chuyện tình yêu, nói quan hệ nam nam nữ nữ, trời ơi, đệ thấy sợn tóc gái luôn. Trời ơi, không phải người đàn bà nào cũng giống như ta đặc biệt như vậy đâu. Có những người thì hơi dịu dàng lịch sự, sang trọng quý phái giống như tiểu dân tước vậy đó, có phải không?
Ê chà, thực ra tiểu nhân tướng cũng tốt lắm đó. Nè, con người cổ thì rất có duyên, lại dịu dàng lịch sự nữa, sang trọng, cho nên ta coi cổ như là huynh muội vậy đó. Nè, hãy nhìn đây, nếu dán chút lông lên đây á, có giống hầu tứ hầu tôn qua quả sơn của ta không? Giống đó, giống đó. Nếu đánh đổ thì coi hãy đến tình ta, ta sẽ dạy con mấy chiêu leo cây nha. Không phải vậy chứ, người coi nói là kỹ làm sao mà dạy leo cây phóng qua phóng lại trở thành kẻ phóng đẳng. Phóng đẳng là cái gì vậy? Xin lỗi nha các chị, tôi thấy không được khỏe lắm, tôi phải về phòng nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy chứ. Nè, làm gì mất hứng vậy? Thôi bỏ đi để cô yên tĩnh một chút đi, cứ làm vậy hoài. Vậy cũng phải. Trời ơi, mấy người cứ cằn nhằn cưỡng nhử cái gì chứ? Chúng ta hãy cùng đại ca uống một chung đi. Phải không? Uống đi. Tướng quân, suốt đêm nay chàng không nói tiếng nào. Có phải còn một chuyện hồi sáng không? Thật lòng mà nói, tình cảnh trong giấc chiêm bao hôm nay quả thực là sự mong muốn trong lòng ta. Nhưng đáng tiếc, chỉ là giấc mộng thôi. Chàng hãy yên tâm đi, thiếp tin rằng sẽ có một ngày chàng nhất định biến giấc mơ thành hiện thực. Thật sự ta phải đợi đến chừng nào đi? Ta phải đợi đến chừng nào thì mới có thể luyện thành viên kim đơn giản yêu trong cơ thể của ta đến cảnh giới cao nhất? Tướng quân, thiếp cũng không che giấu chàng, thật ra yêu pháp của viên kim đơn giản yêu muốn phát huy đến cảnh giới cao nhất phải tu luyện 500 năm mới được. 500 năm? Không thể nào. 500 năm sau Tôn Ngộ Không đã thỉnh được kinh, đến lúc đó hắn đã thành tiên thành Phật, ta còn cơ hội gì để trả thù? Ta biết nước vạn yêu là nơi hội tụ yêu khí, nhất định là có cách làm cho ta càng tăng thêm yêu khí. Ta cầu xin nàng, hãy nói cho ta biết đi. Đúng vậy, đích thực là có cách như vậy. Thật à? Nàng hãy mau nói ta biết, chỉ cần có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, hậu quả gì ta cũng không sợ. Trong cơ thể của thiếp có viên xà đơn vạn yêu, nó tương đương với yêu pháp 500 năm. Vậy tức là chỉ cần chàng nuốt viên xà đơn của thiếp thì có thể nuốt hết thần tiên yêu ma khắp thiên hạ, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng không thể cứu họ ra được. Nhưng mà làm vậy nhất định sẽ khiến nàng bị mất hết yêu khí. Chàng yên tâm đi tướng quân, thiếp là xà yêu đã tu luyện ngàn năm, chỉ đạo hạnh của thiếp chỉ vài ngày thôi thì có thể hồi phục lại được. Thật à? Nè tướng quân, chàng nhắm mắt lại đi. Dạng yêu là hội tụ yêu lực của yêu quái mười phương mà luyện được, còn xà đơn của hổ mang tinh là tinh hoa của yêu ma quỷ quái mà cổ đã hấp thụ mấy trăm năm nay. Nếu như nhập hai thành một và để thông tiếp viên hầu nuốt vào sẽ nảy sinh sự biến hóa đáng sợ như thế nào đây? Lát nữa các bạn sẽ biết ngay. Kỹ con à, hết rượu rồi nè. Hết rồi hả? Phải rồi, đừng có lo. Có đại tánh gia này ở đây lo gì mà không có rượu uống. Bình rượu này là đem cho Dương Mẫu nâng nương đó, chúng ta phải cẩn thận. Được rồi. Thấy chưa? Thiên Tuyền Ngọc Lộ đó. Tránh gia ngài thì có tài quá. Lên trời xuống đất không có chuyện gì mà ngài không làm được thầy giỏi. Thiệt ngon đó. Nhiều nữa. Tối nay không say không về. Không phải mấy người chứ. Đại ca, uống với đệ một miếng nha.
Uống cái gì? Ủ điên rồi hả? Tối nay tao còn nhiều việc phải làm lắm mà. À, heo mập. Heo mập. Đồ dở em. Thì ra là chưa có tôi. Uống. Uống hết đi. Uống hết đi. Uống hết đi. Uống. Uống hết. Ngộ Không. Quân ông đệ sĩ. Nè, bà cũng uống một miếng đi. Ngộ Không, con đã sai rồi. Con không có sai. Con á hả? Vẫn còn đánh được yêu tinh chứ. Nói gì thì nói, quan âm đại sĩ à, bà ta là khéo chọn á, biết chọn con đi tỉnh kinh. Khéo chọn. Quan âm đại sĩ thật là khéo chọn. Ngộ Không, con sắp gặp phải một nạn kiếp lớn nhất trên con đường tỉnh kinh. Lần này là sự thử thách lớn nhất mà ông trời dành cho con. Cho dù là Như Lai Phật Tổ cũng không giúp được con đâu. Tất cả đều phải trông vào con. Nếu như con có thể vượt qua được nạn kiếp này, thì con sẽ đường đường chính chính đắc thành chánh quả. Con hãy tự lo liệu lý đi. Bây giờ thì Ngộ Không sai đến nỗi như hũ chìm vậy. Nói gì với ngài cũng vô ích. Nhật xuất Đông Phương, kim đơn vạn yêu và xà đơn của hổ mang tinh đều nhập hết vào cơ thể của Thông Tí Viên Hầu. Quy lực của nó lợi hại đến cỡ nào đây? Thoải mái quá. Chà, chỉ ách xì thôi mà cũng dữ như vậy rồi. Nếu nghiêm chỉnh mà đánh vậy thì không xong rồi. Trời đã xuất hiện một sự biến hóa rất kỳ lạ. Sự biến hóa này đã từng xuất hiện một lần vào 500 năm trước. Người vẫn còn nhớ 500 năm trước, lúc Ngộ Không ở vào cảnh giới vô cực, luyện thành 72 phép thần thông và kim tinh quả nhãn, đã từng nảy sinh ra sự kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Bây giờ lại có tình trạng giống hệt như vậy, còn làm cho ma quỷ la hét ôm sờm, cả Bồ Tát Địa Tạng Vương cũng phải đi ra luôn. Và bỗng Địa Tạng Bồ Tát, chuyện này không phải do thần mà nên. Hồi nãy có một luồng sét từ trên mặt đất đánh thẳng xuống địa phủ và đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục luôn. Các ma quỷ sợ hãi nên gào thét om sòm, cả thần cũng không còn cách nào ngăn cản được. Có chuyện như vậy sao? Ở trần gian quả nhiên là có khí của chánh và tà tồn tại, nhất định là có người luyện được pháp lực vô biên nên đã làm kinh thiên động địa, quỷ khóc thật sầu, pháp lực khó mà đo lường. Hy vọng người này thị tức phi tức, thị phúc phi phúc, bằng không ở trên trần gian sẽ có mối họa lớn. Nàng ơi, ta đã. Tại sao như vậy? Thiếp đã nói là không gặp chàng mà. Tại sao chàng lại đến đây chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Hả? Chuyện gì vậy? Không có gì. Chẳng qua thiếp mất đi viên nội đơn nên mới như vậy thôi. Nàng nói với ta là nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục mà. Nếu như thiếp không nói vậy thì chàng chịu nuốt viên nội đơn đó sao? Nàng vì ta mà hy sinh lớn như vậy, đáng sao? Đánh bại Tôn Ngộ Không là tâm nguyện lớn nhất của chàng. Không lẽ thiếp không giúp chàng được sao? Chính ta đã hại nàng. Chính ta đã hại nàng.
chỉ cần chàng vui vẻ, cho dù lấy mạng của thiếp, thiếp cũng cam tâm tình nguyện mà. Chàng phải nhớ, tuy rằng chàng đã nuốt viên kim đơn dạng yêu và viên nội đơn của thiếp lên trời xuống đất, không ai có thể ngăn cản chàng, với lại có thể nuốt hết thần tiên yêu ma khắp thiên hạ. Nhưng mà thiếp biết, chỉ cần lục đại cao thủ liên kết nhau thì nhất định sẽ đánh bại được chàng. Lục đại cao thủ nào? Chính là Ngô Ma Dương, công chúa Thiết Phiến, Ưu Nha Tinh, Tôn Ngộ Không và Thính Thế. Còn người thứ sáu là ai, đến bây giờ thiếp vẫn chưa điều tra được. Ta không có biết nhiều. Nếu ta nuốt hết thần tiên yêu tinh khắp thiên hạ, đến lúc đó công lực của ta sẽ tăng. Còn chúng làm gì được ta? Được. Cho dù là ngũ đại cao thủ liên kết với nhau cũng tương đương pháp lực của chàng, cho nên chàng phải chờ bọn chúng phân tán ra mới có thể ra tay được. Nàng đừng lo lắng cho ta nữa. Điều quan trọng bây giờ là hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Chúng yêu nghe lệnh đi. Kể từ hôm nay, Thông Tế Diên Hầu sẽ là quốc dương của nước Vạn Yêu. Người tuyệt đối phải nghe lệnh của ngài, giúp đỡ ngài hoàn thành tâm nguyện. Thuộc hạ tuân lệnh. Thời gian không còn sớm nữa, chàng mau chóng lên đường đi. Những gì mà nàng làm cho ta, ta mãi mãi ghi nhớ. Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ trở về. Thông Tế Diên Hầu tỏ vẻ hùng hổ, dẫn theo chúng yêu đi tìm Tôn Ngộ Không để trả thù, bỏ lại Hổ Mang Tinh cô đơn một mình. Nhưng mà mặt khác cũng có một người cô đơn đó, người đó chính là Tiểu Vân Tước. Trong lúc cô buồn bã đã chu cái mỏ dài ra, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng lạ. Giả lại vì tấm lòng tốt nhất thời của cô đã nảy sinh ra một kỳ ngộ. Vậy chuyện này là như thế nào đây? Bà mau một chút. Đừng mơ. Có chừng đó. Tôi đợi bạn kia. Bà đi chỗ khác đi. Nhìn ngươi kìa, xém chút là miếng khoai ngon của người ta rồi, còn bò chậm như vậy nữa. Cảm ơn nha cô nương. Cậu Tàu Chơi, tôi chở người không được nè. Đông Hải Long Cung, thừa tướng rùa 9000 tuổi đến đây. Ê, trời ơi bà, từ sao bà lại ra nông nỗi này? Trời ơi, cái ông này, hỏi nhiều làm gì nữa. Đó, tôi đứng dậy đi. Bà không có gì chứ? Ông vô lương tâm lắm. Vợ mình sanh con mà ông cũng đến trễ nữa. Ông chết đi đâu vậy? Xém chút quá tôi làm mồi ngon của con đại bàng rồi đó. Tôi đánh cờ với Long Dương, chơi say mê đến nỗi nên quên giờ giấc cơ mà. Hả? Nhưng mà cuối cùng cái chiêu chiếu tướng ăn xe thắng ổng, tôi liền đến đây tìm bà để ông chết tiệt này. Vì thắng một ván cờ xém chút quá tính mạng của vợ mình cũng mất luôn rồi. Ông chết tiệt, ông thật phóng tính quá. Tốt rồi, biết trốn nào nữa. Có tiền không được. Ông có người đang nhìn kìa. Còn không bao cảm ơn vậy, ông nhân đó đi. Không nhờ cổ mà tôi mới còn sống sót thôi. Trông vợ ông hả, 9000 tuổi, chính cái mạng cũng không đủ để chết đó. Cảm ơn cô đã cứu bà. Phải xưng hôn với cô làm sao? Tôi tên là Tiểu Dương Tứ. Hay vậy là tôi là Đông Hải Long Cung, thừa tướng rùa 9000 tuổi. Còn bà là vợ tôi. Phải đó. Cảm ơn cô đã cứu vợ tôi. Mời cô đến hàng xá của tôi chơi cho biết. Phải, hàng xá của ông ở đâu vậy? Dĩ nhiên là ở Đông Hải Long Cung rồi. Ngoan. Cha, cha nói là đến chỗ Long Dương lấy thức ăn cho tụi con ăn mà. Cha xin lỗi các con cha. Cha quên rồi, để khi khác nghe. Cha hãy cùng tụi con chơi ngồi lưng rùa đi cha. Bây giờ cha đâu có rảnh, các con hãy chơi với mẹ đi hả? Cha ơi, cha hứa là dẫn con đến Đông Hải
Hải lặn nước mà. Phải đó, bây giờ Đông Hải đang có bão, những cơn sóng lớn lắm, đợi các con bơi giỏi chút rồi hãy đi. Không chịu. Hôm nay cha có khách đến chơi, các con đừng có làm cha mất mặt. Nè, hãy ngoan ngoãn chào Tiểu Dân Tước đi. Tiểu Dân Tước tỷ tỷ. Hoang lắm, các con hãy đi chơi đi nha. Cẩn thận đó nghe các con, đừng có làm ồn nghe, coi chừng té đó nghe. Con Khai Đồng quá ngại thiệt. Phải rồi, cô Tiểu Vân Tước à, lần này cũng may là có cô cứu vợ của tôi, nếu không tôi không biết phải làm sao nữa. Ông đã lần nào cũng tới trễ hết, đến đúng giờ một lần giùm tôi có được không vậy? Không trễ thì cũng trễ 9.000 năm rồi, làm sao mà sửa đổi được thiệt. Thật ra ông bà là thần tiên mà. Tại sao phải sợ thuốc anh vậy? Trời ơi, cô không có biết đâu. Sau khi lên bờ rồi, pháp lực của tôi tạm thời mất hết. Nếu không lập tức lặn xuống nước thì sẽ bị con thuốc ăn mất tiêu. Tiểu Dân Tước à, cô đã cứu mạng vợ của tôi. Tôi cũng không biết làm sao để đền ơn cô. Hay là vậy đi, tôi cũng có cất giấu nhiều báu vật lắm. Cô cứ chọn đại một món coi như là tôi tặng cho cô. Thật sao? Tiểu Dân Tước tỷ tỷ à, giờ đi về đây. Đi vô đây vậy. Dạ đi. Cái viên này là quý giá lắm. Nó có tên là Dạ Minh Châu. Sau khi cô có nó trong tay rồi, tất cả đàn ông trong thiên hạ sẽ bị cô quyến rũ. Cho dù là bà ma nó cũng có thể quyến rũ họ được đó nghe. Ý ông tức là nói tôi xấu rồi. Cha ơi, bà ma là cái gì vậy cha? Trời ơi, cô là con nít cũng biết cái gì. Ý của tôi không phải vậy đâu. Tôi hiểu mà. Khổ nỗi người tôi thích lại không phải là người phàm. Ông cho tôi cũng vô dụng thôi. Vậy hả? Vậy cô lấy cái này đi. Cái này còn quý giá hơn á. Cái này là bảo kiến linh long. Cô nhìn vào đây ha, và niệm câu thần chú. Trong lòng cô muốn tìm người và tìm vật gì á, hay là muốn biết chuyện gì á, thì nó sẽ hiện lên ở trên kiến liền. Phải đó, cha có tính hay quên lắm. Cha thường phải dùng cái này để nhắc nhở mình. Tôi cũng biết dùng kiến viên quan mà, tôi không lấy cái này đâu. Cái này cũng không lấy hả? Cái kia cũng không lấy nữa. Ở đàn bà mấy người thiệt lôi thôi quá. Để coi còn món gì cô thích không đây. Cha, còn cái mai rùa của cha đó. Mai rùa? Phải đó, mai rùa của cha có bối quẻ hay lắm mà. Phải đó. Vậy sao? Thật hả? Vậy ông hãy bói một quẻ giùm tôi đi. Còn Quỳnh ấy sau này sẽ như thế nào? Tôi và Quỳnh ấy có thể trở thành một đôi hay không? Phải đó, ông hãy bói một quẻ cho cổ đi, hao một chút nguyên khí á thì có sao đâu. Phải đó, cha hãy bói một quẻ cho Tiểu Dân Tước đi. Được rồi, đừng có làm ông. Trời ơi, cha sợ các con luôn á. Ông bói thì bói. Hay quá. Bây giờ cô hãy gõ vài cái vào mai rùa của tôi đi. Dạ. Không phải vậy đâu, phải có âm điệu mới được chứ. Cốc, đây là gì mới được đó. Tôi biết rồi. Cốc. Xây dòng.